Hello, xin chào các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu một bài với Python, bài thứ nhất nhé. Python thì các bạn biết là nó cũng là một ngôn ngữ nó quá được nổi tiếng và nó cũng là một thứ để lập trình web rất là tốt. Và nó là một cái thứ mà Google họ rất là ưa chuộng. Thì nhỉ? Thì chúng ta hãy thử tìm hiểu với Python nhé. Thì đầu tiên muốn các bạn muốn học Python thì việc đầu tiên thì chúng ta phải gì? Cài đặt Python thì các bạn có thể tham khảo cái video ở trong tôi đã có một cái video các bạn vào học lập trình online.com, ví dụ tôi gõ này học lập trình online.com, tất nhiên không cần phải gõ index gì cả nhé, tôi chỉ xóa đi hết và enter này. Và các bạn sẽ đến được cái trang này, tất nhiên là cái trang này tôi trong cái khi mà tôi mà thu nhỏ lại thì nhìn nó hơi khác một tí. Các bạn sẽ tìm thấy ở cái thanh menu nó có search nhé, các bạn có thể gõ chữ PI Python vào đây và các bạn có thể gõ enter thôi. Và các bạn nhìn thấy là ở dưới này này nó có cái Python cài đặt trong Windows 7 nhé. Khi bạn search ở trong này nó sẽ hiện lên vài cái video thì các bạn sẽ tìm thấy cái Python cài đặt trong Windows 7 và các bạn xem cái này thì cài đặt rất dễ và tôi sẽ không nói lại cái video này nữa và chúng ta sẽ bắt tay vào Python. Và sau khi các bạn đã cài đặt xong Python thì các bạn khởi động nó ở trong Windows thì chúng ta sẽ được cái Python Shell là như thế này. Và tôi sẽ làm một vài thứ hôm nay với Python, chẳng hạn các bạn gõ 2 cộng 3 chẳng hạn. Chúng ta sẽ học về các cái phép toán ở trong Python, đúng không? 2 cộng 3 chúng ta thấy là bằng 5, đúng không? Rồi nhà 2 nhân 3 chẳng hạn thì bằng 6, cộng trừ nhân chia, nhân trừ thì tất nhiên là chúng ta 7 trừ 3 chẳng hạn. 7 chia 4 bằng 3, nhân chia cộng trừ nhân chia. Chia thì chúng ta dùng dấu chéo. Ví dụ 6 chia cho 3 enter bằng 2.0. Vui nhỉ. Ok. Thế còn nếu mà phép tính lũy thừa thì các bạn ví dụ 2 mũ 3 chẳng 2 mũ 3 thì các bạn ấn là rất đơn giản, nếu tôi không nhầm. Đây là cái bản Python 2.3, đây là bản 3.3 nhỉ. Là cũng bản cũng khá mới đấy, nhưng mà thậm chí bây giờ nó có cái bản mới hơn thì chúng ta hãy cập nhật những cái bản mới nhất để làm. Đây là lũy thừa, phải không? Và còn cái gì nữa? Nếu mà chúng ta lấy phần dư chẳng hạn 7 chia cho 4 chẳng hạn, xem sao. Thì chúng ta sẽ dùng phép tính như thế này. Phải lấy phần dư thì chúng ta dùng phần trăm nhé. 7 chia cho 4 cho 5 chẳng hạn. Thì tất nhiên nó được 1 và dư 2 thì chúng ta sẽ có số 2 ở đây, lấy phần dư nhá. Chẳng hạn 10 chia cho 3 chẳng hạn. 10 lấy phần dư của 10 chia cho 3 thì chúng ta sẽ có 1, bởi vì 33 là 9 và cộng 1 bằng 10, đấy gọi là phần dư. Như vậy Python nó là như vậy, cộng trừ nhân chia và chúng ta thử lấy một số lẻ này, 10 chia cho 3 thôi mà. 10 chia cho 3 enter và chúng ta có ngay là 3.3 33 gì đó nhỉ. Có lẽ bài 1 chúng ta chỉ làm như vậy thôi được không? Ngắn ngắn ngủi như thế cho nó chọn hết hết vừa hết một cái màn hình như thế cho nó dễ nhỉ. Chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ đã học cách cài đặt và thứ hai chúng ta làm quen với cái môi trường của Python Shell và như vậy chúng ta sẽ tiếp tục những cái phần sau nhé.